Alright, I'm gonna dedicate this whole video to only question 50. I mean, to explain it in, you know, detail. Ok, thì mình sẽ dành nguyên cái video này ha, để tập trung vô cái là giải chi tiết cái câu số 50 thôi. Rồi, đầu tiên các bạn hiểu nè, hand in á, có nghĩa là nộp ha. Nó sẽ bằng với đó là một phrasal verb ha, một cụm động từ trong tiếng Anh là hand in, nó sẽ bằng với chữ submit. Mình nói trước nha, cái video này dài lắm á, nên là cái là mình dành riêng để giảng cái câu này thôi. Các bạn nào ngán thì thôi, nhưng mà mình cảm thấy đam mê vì cái việc là giảng riêng câu này. Ok, Olga ha, các bạn làm mình nhớ tới một cái diễn viên cũng tên là Olga. Thôi rồi, bỏ đi. Có gì tí nữa mình bật lên mọi người cùng xem sau. Olga nộp cái bài làm kiểm tra của cô ta ha, bài thi đó. Sau đó cô ta lại nhận ra rằng là realize ha, she has missed one question. Đó là cô ta đã nhận ra rằng là cô ta đã quên ha, chưa làm một cái câu, chưa làm một câu trong bài kiểm tra đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi từng câu luôn. Having realized that she had missed one question, Olga handed in her exam paper. Rồi, cái dạng này là sao? Cái dạng này là dạng mà participle phân từ, hay chính xác là perfect participle hoàn thành phân từ. Có nghĩa là having á, nó đi với lại V3. V3 đây các bạn có thể hiểu luôn bao gồm cả động từ to be ha. V3 của to be sẽ là been. Rồi sau đó là chủ ngữ. Ở đây mình giảng cơ bản trước đi, chứ còn mà giảng mà thêm cho các bạn hai chủ ngữ khác nhau nó hơi phức tạp. Lúc đó nó sẽ ra gọi là absolute phrase rồi, cấu trúc tuyệt đối rồi ha. Rồi rồi. Thì cái dạng của nó là như thế này, cái cấu trúc của nó như thế này. Mình nên ví dụ cho các bạn hiểu đi. After she had finished her homework. Mình viết một câu đơn giản. She went to bed. Đó, sau khi làm xong bài tập thì cô ta đi ngủ, đúng không? Thì mình có thể nói rằng là như thế này, có là khi hai chủ ngữ giống nhau ha, mình có quyền lược bỏ chủ ngữ đầu đi ha, mình có quyền lược bỏ chủ ngữ đầu đi đó. Xong rồi biến động từ chính thành dạng v in ở chủ động, v 3 của bị động, hoặc là nếu mà thấy có hơi hướng của thì hoàn thành thì mình sẽ biến thành v in having v 3. Vậy cụ thể ở đây mình ghi chữ having, rồi finished her homework đó, she went to bed. Rồi ha, đó là mình chưa xử lý chữ after, đúng không? Thì các bạn cho thêm chữ after vô hay không cũng không quan trọng. Tại vì sao? Tại vì mình biết rằng là cái việc mình dùng quá khứ hoàn thành này nè các bạn. Được chưa? Thì nó đưa xuống đây thì mà quá khứ hoàn thành diễn tả cái gì? Diễn tả hành động xảy ra trước một hành động trong quá khứ. Vậy thì thật ra lúc đó đó, mình biết mình sẽ để sử dụng thì hoàn thành đây rồi, thì mình hoàn toàn biết cái hành động hoàn thành xong bài tập nè, nó xảy ra trước cái hành động đi ngủ. Vậy nên thật ra cái lúc á, cái việc sử dụng chữ after này nè, nó sẽ trở nên vô nghĩa, là có hay không cũng không quan trọng, thật sự là vậy. Alright, đó là mình giải thích cho các bạn cái cấu trúc của câu số 50. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình mới đọc vô câu số 50 để mình coi tại sao nó sai. À, having realized, có hành động nó xảy ra trước nha. Having realized that she had missed one question, Olga handed in her exam paper. Nó nói như vậy là cái việc gọi là nhận ra nè. Đó là mình lỡ chưa làm một câu, nó xảy ra trước rồi mới đi nộp bài, nói gì là sai, đúng không? Đó, theo như những gì mình vừa mới hướng dẫn các bạn ở đây thì cái câu này sai là sai ở cái, có nghĩa là gì, cái thứ tự ha, cái thứ tự mà cái sự việc, cái sự kiện nó xảy ra ha. Nộp trước rồi nó mới quên, nhớ là nó quên chứ, đúng không? Nó mới nhận ra là nó quên chứ đâu phải là nó nhận ra nó quên rồi xong rồi nó mới nộp. Đó, câu A là nó sai như vậy. Rồi bây giờ mình tập trung mình sửa những câu nói những câu sai đi ha, rồi mình sẽ quay lại câu đúng, là đáp án là câu B ha. Rồi mình chọn câu B. Ok, rồi bây giờ mình sẽ nói câu C cho các bạn nghe. Câu C, rồi bây giờ như thế này ha, các bạn phải hiểu cho mình là handed đây là quá khứ và realized đây cũng là quá khứ. Vậy nếu mà viết câu if thì chắc chắn là câu là chuẩn cấu trúc if 3 ha. Rồi bây giờ mình cùng xem cấu trúc if 3. Mình cũng sử dụng cái câu này luôn nè. Cái câu nãy là ở trong cái video giảng tới câu số 50 đó.
Bạn nào cần thì coi lại ha, còn không thì cứ cứ theo dõi tiếp với mình. Thì câu điều kiện là ba là gì? Là if đúng không? Rồi chủ ngữ, rồi head phủ định thêm not. Rồi sau nó để đi với lại V3 ha, viết tạm vậy đi. Rồi, sau đó là chủ ngữ would phủ định thêm not have cộng V3. Đây là cấu trúc cơ bản của câu điều kiện loại 3 ha. Chữ would có thể thay thế bị được thay thế bởi might hoặc là could đúng không? Rồi, thì đảo ngữ câu điều kiện loại 3 thì mình sẽ đưa chữ head lên đằng trước, sau đó chủ ngữ phủ định thêm not tùy đề ha. V3. Rồi, phần này sẽ viết lại thôi. Đơn giản. Rồi. Vậy thì tương tự như thế này, đó là mình viết theo cái câu ví dụ này đi. Là bộ phim đó nó kết thúc một cách bất thình lình, vậy nên nó không có hoàn hảo. Vậy nếu gì? Nếu bộ phim không kết thúc bất thình lình thì nó đã hoàn hảo đúng không? Thì mình sẽ có là if, mình viết bên cơ bản trước đi. The film had not ended abrupt. Chữ này khá khó viết ạ. Ok, it would have been perfect. Nhớ viết if2, viết if3 nha các bạn. Là có hành không, không hành có nha. Ý là từ khẳng định nè thì ra phủ định, từ phủ định nè thì ra khẳng định, là mất chữ not đi á. Rồi, đảo ngữ đó các bạn. À, cái này người ta gọi là đảo ngữ ha, đảo ngữ. Cái này người ta gọi là inversion đảo ngữ. À, cái này là đảo ngữ câu điều kiện loại 3. Sẽ còn nhiều cái dạng đảo ngữ khác nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong cái video này chứ, nhưng mà không phải tất cả đâu, chỉ tập trung vào con số 50 này thôi. Rồi, had the film. Theo cấu trúc á, had chủ ngữ đó, had the film. Rồi phủ định thêm not. Ended abruptly. Ok, mượt ha. Rồi đó. Nói vậy là mình xong có một cái dạng người ta gọi là đảo ngữ câu điều kiện loại 3. Đó là nếu mà cái bộ phim này nó không có kết thúc ha. Thôi cái đó mình dịch rồi, không nói lại nữa, dòng dài. Rồi, thì đó, đây là cái câu hoàn chỉnh viết đảo ngữ câu điều kiện loại 3. Thì bây giờ một ví dụ cho các bạn xem các bạn hiểu. Thì bây giờ có nghĩa là sao? Bây giờ nếu mà chọn nhanh đó thì mình vừa mới nói các bạn sao? Có là quá khứ, bên này cái này cũng quá khứ luôn, vậy chắc chắn là if3 thì theo chuẩn của chú if3 luôn chứ không phải là câu điều kiện hỗn hợp nữa rồi. Vì nó sai ngay khúc đằng sau đúng không? Là mình đang nói cấu trúc nha, mình chưa nói về nghĩa. Mình đang nói cấu trúc rồi đó. Thì nó sẽ là wouldn't have cộng V3 chứ không phải là wouldn't cộng V0 như thế này, thành ra là câu điều kiện hỗn hợp rồi. Đó. Thì C nó sai là nó sai đầu tiên là sai cấu trúc. Rồi sau đó mình nhìn vô nghĩa nè. Had Olga realized, có nghĩa là if Olga had realized, so, nếu mà cô ấy nhận ra rằng là cô ta lỡ một câu hỏi ở hay á thì cô ta đã không nộp bài kiểm tra. Rất mượt đúng không? Nhưng có là về mặt nghĩa là rất là mượt, nhưng mà về mặt cấu trúc là nó sai ngay chỗ này ha. Nó phải sửa là wouldn't have handed đó. Rồi, đó là lý do tại sao câu C nó sai. Rồi, câu số 50, câu D. Đây, một cái câu rất là điển hình khi mà mình đi dạy tiếng Anh à, liên quan tới câu đảo ngữ ha. Rồi, mỗi lần mình giảng mấy cái câu này là mình lại quay về thời xưa hả? Thầy của mình dạy. Ok, đây bên mình hướng dẫn cho các bạn. Rồi khi mà only á, khi bạn thấy only thì thật ra nó chia tới 3 trường hợp lận. Hôm nay mình sẽ dạy bạn hết luôn. Only at nè, in nè, by nè, được chưa? Thì sale sau đó nó sẽ là một danh từ, tại vì nó giới từ mà, hoặc là một ven cũng được. Đó. Rồi only after hoặc là only afterwards đi, hoặc là afterwards cũng được ha. Only then, tại vì nó thay thế cho cả một cái sự kiện luôn, chỉ sau đó. Rồi ở dưới đây sẽ là only after nè, only before nè, only because nè, only if nè. Các bạn thấy bốn cái này nó có cùng chung điểm là gì không? Là bốn cái này đều có quyền đi vùng mệnh đề. Đó. Rồi ha. À, ở đây có thể là add in rồi có thể là on nữa. On. Rồi. Thì bây giờ cái cấu trúc này người ta gọi là một phần ở trong đảo ngữ luôn các bạn. Thì ở chỗ này nó sẽ xuất hiện đảo ngữ inversion. Inversion ha, inversion. Rồi bây giờ thế nào là đảo ngữ? Đảo ngữ dễ lắm các bạn. Đảo ngữ thì thật ra cũng chỉ là câu hỏi nhưng kết thúc bằng ấy, có nghĩa là trật tự của từ á, trật trật tự của cái câu mình để nó giống như câu hỏi thôi, nhưng mà nó không kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Có nghĩa là sao? Bây giờ về mặt cấu trúc của nó sẽ là trợ động từ ha.
xong nó đi với chủ ngữ, xong rồi nó đi với động từ bị chi phối bởi trợ động từ. Nghe khó hiểu không? Thật ra cũng không khó hiểu lắm đâu, là trợ động từ, ví dụ như nếu mà trợ động từ là gì, là do nè, là does nè, là did nè đó, ví dụ vậy, thì lúc đó đằng sau động từ nó sẽ là với không, được chưa? Nhưng mà nếu mà trợ động từ nó là have nè, là cho has nè, hoặc thậm chí là had, thì lúc này động từ là với gì? Với ba, đúng không? Tại vì ba cái đó là trợ động từ của thì hoàn thành, được chưa? Và còn vô vàng ha, trợ động từ khác can, could, will, would, shall, should, may, might, thì cái khúc này nè các bạn, đó người ta gọi nó là inversion, đảo ngữ là cái chỗ này. Rồi, nói hoài mà không có cho các bạn xem ví dụ thì không đúng, mình sẽ đánh cái này làm ba cái ha, để cho các bạn ghi chú, ghi bài cho nó dễ nếu có. Rồi, số 1, ví dụ như là mình vẫn hay cho ha, mình sẽ cho các bạn hai ví dụ luôn. Nè, ví dụ 1.1 nè. Only in the shop. No. Can you find this precious vase hoặc là vase, một lần nữa tùy với các bạn, tiếng Anh hoặc là tiếng Mỹ. British or American English, it's up to you. Rồi. Rồi cách 2.2 ha. Có nghĩa là nào các bạn coi nè, only nè, in nè. In nè, this shop là danh từ đó ha. Có là chỉ có ở trong cái cửa hàng này thì bạn mới có thể ha, tìm được cái loại cái là cái bình hoa ha, quý giá như vậy, precious là quý giá. Can you find, các bạn thấy không? Can you find chứ không phải là you can find. Đó. Mình hay hỏi câu là gì? Bạn biết bơi không? Can you swim? Đúng không? Đó là câu hỏi bình thường và tận cùng nó sẽ có dấu chấm hỏi, nhưng mà đây là câu đảo ngữ. Thì các bạn thấy là cuối câu là một full stop, có là một dấu chấm hết câu chứ không phải là một dấu chấm hỏi. Rồi, câu số 2. 1.2. Only by learning hard. Rồi, can you pass the final examination? Thôi rồi, viết exam cho nó ngắn gọn. Đó. Một cái câu ví dụ quen thuộc khi mà học tiếng Anh thôi. Đó, đó là chỉ bằng cách gọi là học hành chăm chỉ thì bạn mới có thể vượt qua kỳ thi cuối cùng. Can you pass, đúng không? Chứ phải là you can pass nha. Đó, đảo ngữ là mấy cái chỗ mình tô đậm với gạch dưới đó. Các bạn lưu ý. Này. Ví dụ thứ hai. Chỉ về sau tôi mới nhận ra cô ta là một bà phù thủy. Thử viết đi, thử 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 viết ra đi, xong rồi tự so sánh với những gì mình ví dụ trên đây xem. Đó là only là only ha, only. Về việc mình hay đọc là only ha, only. Ra ngoài xem tí cho nó thông thả. Đó, các bạn thấy không? Âm ơ u chứ không phải là chữ on, trong chữ on ngắn đâu, là âm ô đó nè. Only. Đó. Này chơi chứ only ha, sai á. Rồi. Only then ha. Did I realize z e để được ha. Only then did I realize she was a witch. Đó. Được chưa? Đó, các bạn thấy không nè? Did I realize chứ không phải là I realize thêm bị đi ha. Đó, đảo ngữ ở chỗ đó đó. Rồi. Câu số 3. Chỉ vì tôi là bạn của bạn nên là tôi giúp mới giúp bạn lần này, ví dụ vậy. Only because you are my bạn thân luôn đi, best friend. Đó. Được chưa? Will I help you this time? Đó. Các bạn thấy không? Một lần nữa là will I help you chứ không phải là I will help you. Rồi ha. Các bạn lưu ý nha. Đảo ngữ thì nó là như thế này nha. Đảo ngữ thì nó có ba cái trường hợp như thế này đối với trường hợp đi với only nha. Còn nhiều cái nữa khác. Hardly when, no sooner than nè, các thứ. Nhưng mà hôm nay đụng tới đâu thì mình chỉ các bạn tới đó thôi. Ok. Gì nữa nhỉ? Đừng có lộn only if ha với lại if only nhé. If only là nó bằng với là I wish á, tôi ước á. Đừng có nhầm lẫn cái đó. Rồi, vậy thì bây giờ có đầy đủ vũ khí kiến thức rồi. Vậy thì bây giờ ra coi câu số câu D có nghĩa là sao? Gọi là only after Olga realized that she had missed one question did she hand in her exam paper. Đó là chỉ sau khi Olga nhận ra rằng cô ta đã lỡ một câu hỏi thì cô ta mới nộp. Đó, sai rồi. Đúng không? Có nghĩa là chỉ sau khi nộp rồi mới nhận ra.
ha, hôm nay mình chỉ các bạn tới đó, do tại sao đáp án là câu B. Rồi,